Bây giờ thì nhờ Phật, nhờ trời Phật mới có được ông bà, mới có mình. Dạ. Thì ở nhà mình cũng thờ Phật nè. Dạ. Giờ trước tiên mình phải đốt nhang cúng Phật trước. Dạ. Xong tới củ quyền. Dạ. Củ quyền là gồm ông bà tổ tiên mình ở đây. Quyền là tổ. Dạ. À. Rồi đây là để mâm đất đai. Dạ. Chỗ ăn chỗ ở của mình á. Dạ. Rồi mâm, rồi mâm ngoài trước là mâm chiến sĩ khúc mặt mày, là mình cúng ngoài trước. Đây là mâm chiến sĩ khúc mặt khúc mày, những người khúc mặt khúc mày mất. Ok. Rồi xong mình mới vô đốt cúng ông địa thần tài và bằng thiên hay bằng thiên gia đình thiên rồi cúng trời đó. Dạ. Đây dưới hả? Con sáu một số chứ không phải bộ nhân viên nha.